rồi tình ta càng thêm thiết tha mặn nồng. Có anh có em chung lòng, cùng xây đắp hạnh phúc ngày mai chuyên đường dài. Nếu thương thật lòng thì đâu ngại chi xứ xa, em thưa mẹ cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Rang rải miền quê lội mương cắm câu, đồng xa ruộng sâu lại chi giá dầu. Con em hiền ngoan nơi chốn xa hoa, chịu anh cái tính hiền tha. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đậm sâu trầu cao thắm tươi. Giấc giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Sớm sớm vào nhà trong đóng phòng.
xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly nhau bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dần lâu. Thắm tình trầu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly nhau bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Mời đắng. Đến sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra riêng tao mang theo trầu cao rất con dâu ngoan về nhà. Tình tan không khí hôm nay đồn đèn. Thêm dắt con dâu về đến sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi mọi thứ cứ để tao. Ra riêng tao mang theo trầu cao rất con dâu ngoan về nhà. Thạnh Lợi đó, mời cậu Chính tiến vào vị trí cái bàn hội đồng gia tộc, vậy là mời cậu Chính.
mà ông Chính vô mới được. Về bên, bên nội phải có bên ngoài. Mời cậu Chính ở Thạnh Lợi. Nghi thức lễ hiện vật gồm có trầu tay, rượu chai và hai chai rượu, kèm theo 6 miếng trầu và 6 mâm lễ phẩm. 6 mâm lễ phẩm gồm có rượu, trà, bánh, dầu, bả trái, trong đó có mâm trầu xây. Đó là phần lễ. Cái phần thứ hai trong tình nghĩa xuôi gia, tuy nhiên biết rằng cha mẹ đôi bên đều có trách nhiệm lo cho con. Nhà trai đến nhà gái của tổ chức buổi tiệc cũng như tách trà ri rượu bữa cơm thân mật. Nhà trai chúng tôi đóng góp tiền thông dụng như là 40 triệu đồng. Còn phần đồ nữ trang, cha mẹ chồng có cho con và dâu thì cái này nhiều món quá, xin phép. Xin phép tôi cũng lấy cái để là cuộc. Vậy là tôi xin lặp lại, bởi vì mấy chú chụp ảnh quay phim chụp hình nãy giờ làm chưa được, cho nên bây giờ tôi xin trình trở lại. Kính thưa lưỡng tộc và lưỡng phái, kính thưa chính quyền sở tại và khách dự, hôm nay lễ đính hôn của hai cháu còn bàn bạc trước giữa hai gia đình mới thôi là kiều quái chưa gia đời này được có bao lâu. Tức là ngày mình đem mai cháu thôi năm giờ mình nhà tay chúng tôi đến lập lễ, ông bà ta sẽ vui thì hồng ngày cưới trao tay ta sẽ xuống nhau mình nơi sáu miếng đầu và sáu mâm lễ phẩm. Sáu mâm lễ phẩm gồm có rượu, trà, bánh và quả trái, bốn mâm tỉnh lệ ông bà quá cố, mâm viếng và mâm sĩ lời. Đó là phần lễ. Cái phần thứ hai trong tình nghĩa xuôi gia, tuy nhiên biết rằng cha mẹ đôi bên đều có trách nhiệm lo cho con. Nhà trai chúng tôi đến nhà gái có tổ chức tách trà đi cỡ rượu bữa cơm thân mật. Nhà trai chúng tôi đóng góp tiền thông dụng 40 triệu đồng. Còn phần đồ nữ trang, cha mẹ chồng cho con và dâu. Vậy là cái này bị nhiều món quá, thành ra tôi không nhớ hết được. Vậy là giờ mời ông già chồng đọc đi. Chú kêu để chú đọc luôn. Đây là cũng được. Dạ vậy được. Vậy là một đôi bông hộp xoan, một cặp nhẫn cưới, một nhẫn đính hôn, một sợi dây, hai một dây chuyền lông phụng, bốn kiềng cổ, hai vòng tay, hai lắc tay, ba chiếc nhẫn kiểu 24K, hai lượng vàng SCC. Tổng cộng là 10 lượng vàng. Cái này gì đây, một nên là nhà hả, phải không? Đây hộp sòn. Vậy là đúng không, hộp sòn. Một sòn và một cái nền nhà. Tôi về tình trạng này thì đúng ra tôi cũng giúp nhiều lắm mà tôi chưa có vụ này, bị người ta cũng dàn những cây hay cây lá dữ rồi đó nghe, còn cái này quá dữ rồi. Nạp tiền nước 40 triệu nãy có nói được không, cha mẹ chồng cho con một cái nền nhà rồi, vậy là hết rồi không? Vậy là hết thêm con đó. Cha mẹ chồng cho con một cái nền nhà mặt tiền chợ trị giá là đủ. Nền nhà mặt tiền chợ trị giá là 3 tỷ. Vậy là phần lễ của nhà tay chúng tôi đến đây là hết. Dịch qua nghỉ đón chào nhà trai đến gia của họ nhà gái để làm lễ đính hôn hai cháu. Thì ví dụ này là họ nhà gái chúng tôi xin tiếp nhận phần lễ dành và phần chính lễ cho cô dâu. Xin phép và kịch giới là thân tộc của họ nhà gái, là hồi nãy trưởng tộc của họ nhà trai đã trình rồi, có 6 mâm lễ vật. Thì xin phép đầu tiên là nhận 6 mâm lễ vật này để mà cúng lên ông bà gia tiên và hai chai rượu lễ lên ông bà gia tiên. Hình lòng mình ước trăm năm thành đôi, giờ mình cũng tính mình thôi, rồi tôi dù lo.
bày quá thương em nửa năm rén sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hai lòng. Kết thông gia hai nhà ta tùng dinh qua gấp dâu. Tiền tao sẽ lo, thôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời.
ngày đám cưới đã tỏ xinh, rước dâu đi về quê pháo hoa đông đưa người thương, đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thầm măng đồng. Hai ba du đi khắp thế gian này chơi, em muốn đi đâu anh cũng chiều em tới đó, bỏ lại bàn tay trước giờ chưa nắm mai, em cũng như tình đầu vì dầu anh thương em quá. Bên họ nhà trai xin giới thiệu thân tộc của họ nhà trai, nhưng mà tôi cũng xin phép với thân tộc hai họ giới thiệu đại diện một gia đình, đại diện một thân tộc thôi chứ không thể giải quyết từng người. Để cháu nó về làm dâu gia đình đó thì coi từ từ tìm hiểu thêm, chứ bây giờ quá đông mà đi hỏi từng người chắc bây giờ tới chiều chắc tôi đói chết luôn, cái đó nó thiệt thật. Nãy giờ thèm đủ chứ lắm rồi. Đây là bác ba, rồi bác tư, còn cha mẹ thì còn biết rồi. Giờ mời Dưỡng Út với cậu Chính. Còn mấy anh mấy chị chơi không lát nữa đã đãi đãi ra ngoài đãi đãi anh nói rồi từ từ nhưng... Vậy là mời cậu Chính với cô Diễu Út đó. 9 giờ ngày 2/7/2022 nhân ngày 14/6/2021 là hai họ chính thức nhận rể và nhận dâu. Thì để tỏ lòng cảm kích của hai cháu. Ừ, thì để mình nó để đó cậu Chính vô cháu hành chính chân rượu lên ông bà cha mẹ nội ngoại thân tộc của mình thì đến những cái xin phép họ nhà trai cho cháu mời đủ họ nhà gái trước. Dạ dạ. Sự hiện diện của ngày hôm nay có mặt bà nội và bà ngoại thì Lan bước lên rót hai ly rượu. Thank you.
sớm hơn nuôi con không lớn gánh nặng cuộc đời và che chở đời con. Công đức sinh thành làm con phải nhớ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn hiếu hiếu với lại đạo con. Tâm và Lan hai con có được ngày hôm nay là nhờ công sinh thành nghĩa ruộng của cha mẹ mình. Thì trong cái buổi lễ trọng đại ngày hôm nay không thể nào quên được công ở to lớn đó của cha mẹ mình. Dưới lòng thành kính hai cháu góp rượu mời hai cha hai mẹ của mình uống nhiều rượu mừng hai cháu trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay tập trung đến đó thôi. Ngọt ngào trao cái bắt tay tâm tình mùa xuân nó kêu tên mình. Ngào ngạt hương đi đâu cũng về với quê nhà ai cũng thấy chờ đón đến hôm nay tên đến bên tay. Xôn xao lắng nghe quét giòn xong ta đông cho đầy bình xăng lắc lư lưng chừng. Mừng mừng rưng 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 trong lòng tối nay là 30 Tết. Sắp xếp xong xuôi đi tới đi lui sang một trang năm mới. Rồi nâng cái ly lên quan khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta. Năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức Tết như mang lọc đầy khắp sân. Lân lân trong lòng nụn não không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo. Sao thấy em buồn xo xuân đang sang nắng đó chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em xúm xích mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây. Mới đưa mắt nhìn anh đây liếng lái vài câu chúc Tết rất rất là hay. Xin chào bà con cô bác, thế là hết một năm nhiều điều không may mắn. Người người vẫn ăn tắm bên nhau đông đầy yêu thương cao lọc khắp nơi xuân dày. Nhưng mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia hôm kia đem chia chung vui. Rồi nâng cái ly lên quan khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta. Xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức Tết như mang lọc đầy khắp sân. Lân lân trong lòng nụn não không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo. Sao thấy em buồn xo xuân đang sang nắng đó chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Rồi nâng cái ly lên quên khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta. Năm nay xuân sẽ vui hơn bà nhà nhà đều lo bánh trái mức Tết như mang lọc đầy khắp sân. Lân lân trong lòng nụn não không có lo chi bởi vì đâu có chi buồn lo. Sao thấy em buồn xo xuân đang sang nắng đó chi nhiều. Dành cho nhau vài câu chúc Tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Sẽ đón cùng anh.
lắm nha. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương tay ra. Anh nói mai này em sẽ đón cùng ai. Hỡi khoan hồ khoan em mình yêu thật lòng. Người ở bên nhau đời lại vui biết bao. Cuộc dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh ở chàng ơi. Lỡ mai về xa anh cho em theo vơi. Đón em về làng đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hỏi 500 mâm bàn đầy mồi. Đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn. Theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm cho cái tính anh đàng hoàng. Pháo hoa bấm nút là nổ. Nổ. Kiên vang bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ru bi bi hổ. Mơ đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mất ba bà mà ngang giờ. Đời tôi thật sắc lắm ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo chăm sóc. Thì thống nhất là cho dở mâm cầu cao trong ngày hôm nay luôn. Dạ. Với cái phần mà lễ phản bái của Su Gia sau 3 ngày thì xin phép cũng chế luôn, chế cho ông Su và Xui. Nhưng mà chú dâu rể phải về trong sau 3 ngày. Để vậy mình là gái nói vậy thôi, giờ rót hai cây rượu tình với chú em. Dạ 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 đúng rồi. Dạ dạ dạ. Cái hai gia là miếng trầu là đầu câu chuyện. Hôm nay họ nhà trai cũng có cái sinh lễ là cái mâm trầu cao, thì thống nhất của hai họ chúng ta cho hai cháu dở mâm trầu cao trong cái buổi lễ ngày hôm nay luôn. Thì cái thủ tục mà cái trầu cao nó nói là ý nghĩa gì, cái số cao là bao nhiêu trái là bấy nhiêu người con của mình đó ha. Sao phải lấy chẵn ha, 246 ha, đó 246 thì bao nhiêu cao, bao nhiêu cao thì bấy nhiêu trầu ha, tùy theo hai đứa ha. Đó là lấy là 246 ha, rồi xé ra ha, hai đứa xé ra rồi để lên đây, để lên cái dĩa và để trầu trước, rồi sau đó bưng vô bàn thờ bà tổ tiên ha, để cúng bà tổ tiên. Rồi 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 hai cháu tiếng Anh dở trầu cao bắt đầu. Anh thấy lòng thật sang nhà và khi anh đang vấp ngã cuộc đời bốn ba mọi mệt tất cả. Thì do thân tộc của họ nhà gái mình diễn cái lễ phản bái, cho nên cái ly rượu là chai rượu lễ ngày hôm nay cũng xin phép vui ra để thấy cái lễ phản bái. Em cũng không mặc anh chơi với
thật. Anh thấy lòng thật. Như là mâm cầu xây này, như là ngày trước có đòi hỏi thêm hay không? Dạ không. Dạ theo. Dạ chầu cao mình chỉ đi một lần. Dạ đó, dạ. Cái thứ nhất. Dạ. Ừ? Hả? Cái đó biết. À, đó, 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 đó. Cái này bây mình chỉ một lần. Phải nói là quý dậu không? Vậy là hai bác cháu mừng tuổi, bác cũng cũng dậu nữa. Cho nên như vậy đặt nói quý dậu là tôi biết rồi. Còn dạ. Có đòi gì tôi cũng chưa biết hết trơn á. Dạ. Thôi giờ vậy đi chú Lâm. Dạ, dạ, dạ. Rồi chỉ cũng nuôi ra hai gia đình nuôi đến hai cháu được ngày hôm nay, vậy là cái dạ, phần lễ đính hôn của hai cháu đến đây phải nói là thành công rất tốt đẹp. Thì tới phần tiếp theo xin thay mặt cho họ nhà gái xin cung thỉnh kính mời thành tộc của họ nhà trai dùng bữa cơm thông gia với gia đình. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Nhưng mà qua dạ. Cái phát biểu ý kiến bên họ nhà gái thì bây giờ tôi cũng thay mặt bên nhà trai nhà gái giảm bất lễ, hạn chế vấn đề thủ tục, cũng thay mặt bên nhà trai xin dạ. Cảm ơn. Dạ dạ dạ. Cảm ơn đại gia đình của chúng ta rất là nhiều. Để chúc cho ai dạ, dạ, dạ.
cô dâu hôn mẹ đi nè. Chứ để ôm da đi. Trời, hôn da luôn. Vâng ạ, kính thưa quý vị ơi, cạnh bên cô dâu còn một người mẹ 9 tháng 10 ngày tu mang. Và cho cô dâu chúng ta được như ngày hôm nay được quý vị ơi. Cô dâu hãy hôn mẹ nè, cho để ôm da nha. Không quan tâm khen chê em thích là nhất ư cái làm luôn. Ê, đêm nay tân hôn mẹ mày chơi đi lo gì em. Phần mềm của cô dâu. Phần mềm bằng nào trời ơi, chồng tùm lum tùm la.
đâu vậy? Phần mềm là bò éo, trời ơi. Chết luôn cái rễ này. Ai chụp tụi con ra vậy? Rồi cô dâu nè. Cô dâu cười ha. Đặt tay lên cái phần cứng của chú rể coi. Phần cứng là cái nào? Nhìn cái gì vậy? Phần cứng là bờ vai. Trời ơi, phải bờ vai quý vị. Đúng rồi, bờ vai của chú rể là điểm tựa vững chắc dành cho cô dâu và Thanh Lan và chúng ta đi đến suốt cuộc đời này luôn. Rồi bắt đầu một nụ hôn nhé. Lãng mạn ngọt ngào nha chú rể. Trời ơi, nghiêm dữ vậy. Thả lỏng tôi đi. Rồi. Mắt, nhìn mắt. Nhìn nhau. Môi, chậm môi. 3, 2, 1. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa chứng kiến kỹ thuật buổi lễ đính hôn của chú dâu Thanh Lan và chú rể Chí Tâm. Kính thưa quý vị, và chú rể của chúng ta có một món quà rất là ý nghĩa đó. Đó là một ca khúc. Người vẫn nên yêu em đắm say trong hạnh phúc là ước mơ bao nhiêu lâu anh thầm mong. Vì tình chúng ta là dành cho nhau, tình cả thế giới chẳng có ai yêu em bằng anh. Hãy bước qua một buổi khó khăn để có nhau ngày sau. Người ơi anh không cần em, nhưng em yêu em rất nhiều mà. Thank you.
dắt em theo anh về mà miền Tây. Tặng tí nó hóng chuyện ai nghe làng mình đây. Dưới chỗ anh nơi đây nhiều mồi hay. Em cứ nhậu thoải mái có xỉn anh giàu thay. Ý kì chú ba đem qua thêm con cá lóc. Cá này đường chui ăn ngon lên tới nóc. Mà ở dưới miền Tây ta nhậu ngon hết say. Nhậu không thấy trời mây không say là không về. Sao nói tới nói lui nói hoài nói quỷ nói dai nói dài mà mày chưa bật nhạc. Nhanh nhanh giùm tao đừng làm tao nóng. Tao nóng tao lên là bay hơi mệt. Tao nóng tao lên là tao hoài bay. Trong một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước. Tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng. Đông vui họ hàng cô bác máu câu chúc danh cho đôi
và cô dâu trông thật xinh đi theo anh về duyên. Anh đã không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Nhau bao nhiêu lâu nay nhưng anh chưa tin chuyện châu cao. Em ơi ý em sao để anh biết anh tin cho rồi. Gần đây anh nghe phong phanh rằng ai đó cũng muốn cưới em, nên anh hơi lo lo anh phải quyết là cưới em liền. Nhà trai đi sang nhà gái xin cho đôi mình nên duyên, hai bên kết tình thông gia chuyện hai đứa coi như là. Chỉ cần trong một ngày tốt anh mang cao trầu qua rước, tìa má anh mừng vui vì có cô dâu ngoan hiền. Thiên hoa mình đi trên sóng rộn ràng như là xuân sáng, đông vui họ hàng cô bác mau câu chúc danh cho đôi mình. Và cô dâu trông thật xinh đi theo anh về nhớ. Anh đã không hài lòng yêu em như lúa yêu đâu. Chào kéo qua, em sẽ theo anh đi về nhà. Mình về bên nhau.
tại vì sao đã hai ta về bên nhau. Cùng chung mái nhà ta nuôi gà chăm rau. Từ sáng đi ra đồng trưa ăn cơm rồi tối bên nhau vậy thôi à. Nắng gió đất chang chang đã tình ta lướt trên dòng sông ngàn giọt sương lắm tấm con trâu cày nằm mơ đêm sáng ra con trâu mày thân em bé liêu xiêu đã ăn thương nhiều anh thương biết bao nhiêu mà vườn xanh cây trái đó đơm bông bao nhiêu năm trồng thì giờ là lúc chờ mong thì giờ là lúc chờ mỗi nhà già đóng rơm một chén cà một chén đâu nữa rồi. Oh,
ai đắm cưới qua bài thì thay đóng áo dài đi nhậu em mừng cô sáu trong từng đêm chú về bên gia đình anh tam có cô dâu hai ông bà cũng ít như nhau hai kẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng chen dù này tôi xin chúc có làng trai kén thứ hai tôi xin chúc có làng bà nè anh tám nhìn hoài chỉ chị sáu đừng cô sáu mừng đi ghé đón kề liên ly này tôi chúc sáu an lành liên ly này tôi chúc cái gia nhân chúc hết làng ta điều an tâm rằng đời mời cô bác ta còn dạy cá cứu mừng sinh ra quê mừng ta trang từng mừng ngã cứ khiến tôi cũng rộn ràng cô nào ở quá anh nào mà ở giá nó mới làm mừng ra tôi thề sống qua nhà bài nói cho nó về cái tình già uống gì nào đi cứ hết rồi đây đám cưới vui ai đâu có là vậy nè anh tám nhân hoài thì chị sáu cùng đi với bà xuôi đi cái trà từng năm là hiện anh tám cưới cho con tháng năm rồi anh cưới tiếp cho vui xin cổ lòng ta thì đâu có tuổi già Oh.
Sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi, mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao, rất con dâu ngoan về nhà. Tình tan, không khí hôm nay đồn đè. Thế anh dắt con dâu về nên sớm trên sớm dưới ai nấy cũng vui mừng. Còn cha anh cũng đã nói với anh, tụi mày cưới nhau đi, mọi thứ cứ để tao. Ra duyên tao mang theo trầu cao, rất con dâu ngoan về nhà.